Vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2023. Một lô hàng mới nhà em về đang hạ xe ở ngoài kia. Thì em cũng nhanh nhẹn nhấc một ít cây vào đây để quay video cho cô chú anh chị xem. Không cô chú anh chị quên mất nhà em là nhà vườn Trang Yến. Đấy, lâu lâu không thấy video tưởng là em nghỉ rồi ấy. Thì lúc này em sẽ quay video và để up lên luôn cho mình xem nhá. Thì đây, vào việc luôn, là một cây nho tứ quý Đài Loan nhé, mọi người nhìn lá này. Lá tứ quý Đài Loan, to vừa dài vừa dày nhá. Hoa quả từ gốc tới ngọn này. Hoa quả từ gốc tới ngọn, lúc này em quay nó cũng hơi vào xế chiều rồi. Cho nên là nó cũng hơi tối nhá, mọi người chịu khó xem ha. Đó, nhìn này, cái cây của em như này. Đấy, rất là nhiều hoa trái như này đây mọi người. Đó, hoa trái rất là nhiều. Cái gốc của nó cực kỳ lạ luôn này mọi người này. Đó, cái gốc của nó như này. Đó, nó lại xòe ra hai bên như này. Cái gốc nó lạ như này, nó chạc ba như này nhá. Gốc mà em đo gốc mình xem này. Gốc 4 phân rưỡi. Gốc của mình, gốc của em cây này là 4 phân rưỡi nhá. Gốc 4 phân rưỡi, cây cao cả chậu. Cây cao cả chậu là tầm 1,5 mét. Xum xuê to khủng. Xum xuê to khủng, tán này của nó xòe ra phải tầm 1,2 mét nhá mọi người nhá. Tán này xòe to 1,2 mét, em để 1,1 triệu cây này. 1,1 triệu cây 100 này nhá. Em để số 100 này. Cây để số 100. Đó, cây này số 100 này. Tiếp theo cây này dáng hơi lắc này. Cây này cây cũng tứ quý Đài Loan nhá. Mọi người nhá, đợt này là nhà em toàn về tứ quý Đài Loan thôi. Nên là mọi người tranh thủ mua nhá. Cái lô này đẹp lắm. Đây, cây này lắc này. Cây này lắc nhá, gốc 4 phân. Cây này lắc này, lắc nhẹ. Đó, cây này gốc nó lắc nhẹ, nó đổ nhẹ như này. Tán cũng khoảng 1,2 mét. Tán 1,2 mét. Cao cũng tầm 1,5 mét. 1,5 mét nhá, cả chậu nhá. Cây này em sẽ để số, cây này em để số 12 cho mình này. Cây này em để số 12 cho mình. Cây để số 12 cho mình nhá. Tiếp theo ở đây là cây tứ, cây 12 vụ. Nhà em cũng về một lô 12 vụ này, chắc khoảng 100 cây. Thì em quay qua cô chú anh chị xem mà nó đang có hoa thôi nhá. Đó này, nó đang hoa này. Đó, đang hoa. Đang hoa đẹp rất là nhiều. Cây sẽ 1,5 mét, 1,6 mét nhá. Lô này 1,5 mét, 1,6 mét, nó gốc nó tầm 2 phân rưỡi. Đây em xem nào. Gốc này tầm 2 phân rưỡi mọi người nhá. Gốc nó tầm 2 phân rưỡi. Lô mà từ cuối lô 12 vụ nhá. Lô 12 vụ này là sẽ là 1,6 mét, gốc 2 phân rưỡi nha mọi người nhá. 650 một cây. Hai cây vẫn là 1,2 triệu nhá, 1,2 triệu bao ship nhá. Cây này thoát thân này. Cây tứ quý Đài Loan này thoát thân này. Hàng tứ quý mà có thoát thân này là hơi bị xịn sò luôn này mọi người ơi. Đây để em xem này, em bật nó đi xem là nó là cao gốc bao nhiêu. Hàng vừa về luôn, xe vẫn còn đang ở ngoài kia đang bốc hàng. Nên là em cũng mạnh dạn em quay luôn cho mình xem cho nó nóng hổi luôn mọi người. Đây, tiếp theo, đó, hoa rất là nhiều. Hơi ngược sáng một tí vào trong cái túp lều của em nó hơi. Cây thoát thân này nó chỉ tầm 3 phân rưỡi thôi mọi người nhá. Cây thoát thân này 3 phân rưỡi để em kéo cái thước này. Thoát thân 26 cm. Thoát thân 26 cm nha mọi người. Thoát thân 26 cm, gốc rất là đẹp luôn. Thoát thân thẳng tắp, chạc xòe. Cao 1,6 mét cả chậu. Đó, cao 1,6 mét cả chậu. Cây này em để 1,050,000 bao ship tận nhà cho mình. Đây, cây này để số 11 nhá. Cây này để số 11, cây thoát thân này em để số 11 nhá. Đó, mọi người vào ủng hộ em nhá. Em sẽ quay từng cây mọi người xem. Thì ai cần lấy cây nào thì alo thôi, alo là em bốc luôn. Đấy, cây số 11 này thoát thân, hơi bị ok luôn. Tiếp theo là thằng này, tất cả các tứ quý Đài Loan này nhà em đều đang hoa rồi nhá mọi người nhá. Dòng tứ quý Đài Loan này thì vỏ cực kỳ mỏng luôn. Cây này thằng này 4 phân này mọi người này. Gốc thằng này 4 phân nhá. Thằng này 4 phân. Đây. Hơi đổ nhẹ. Dáng hơi đổ nhẹ này, hoa này. Hoa trái từ gốc tới ngọn, hàng mới về luôn. Hàng mới về luôn nhá, em sẽ quay này. Gốc 4 phân, thằng này cao 1,6 m nhá. Thằng này cao 1,6 m, đẹp lung linh. Thằng này cao 1,6 m đẹp lung linh, cây này để số 18 này. Cây này em để số 18 cho mình nhá. Cây để số 18 này. Đây, cây để số 18 cho mình. Tiếp theo đây còn em còn chưa ấy này.
Em còn chưa cửa tháo lưới được ra đây. Anh ơi anh ra tháo cho em lưới với. Đây thằng này là gốc 3 cây bốc gốc 3 cây trụm lại lên hòn núi cao đây mọi người ơi. 3 cây trụm lại lên hòn núi cao hoa quả từ gốc tới ngọn. Em xem nào, đo từng gốc 3 thân này mọi người. Mua cây này là lời cực kỳ này. Gốc này là gốc thứ nhất là 3 phân. Gốc thứ hai là 2 phân. Và gốc thứ ba này cũng là 3 phân luôn nhé mọi người. Đó. Đó cây này rất là đẹp. Cây này em để. Nhưng cây này hơi lùn này, tầm 1,5 m này. Cây này hơi lùn 1,5 m cả chậu này. Đó, cây này 1,5 m cả chậu. Cây này em để mọi người 1.050.000 nhá. 1.050.000 cây này để số mười mấy cho nó đẹp nào. Cây này để số 15 này. Cây này để số 15 nhá. Cây nho này để số 15. Đó, cây so 15, 3 thân. Cây này rất ok nhá. Đây có thằng này cổ quái. Cây nào cổ quái mang vào. Mang vào đo bán trước nào. Đây, mọi người nhìn này, cái tán của nó xòe. Nó mà xòe là che lấp luôn hết cả các cây khác luôn. Nó quá to. 1,1 triệu nào. Cây này 1,1 triệu nào. Gốc này, lắc này. Lắc này, quái này. Đó mọi người nhìn thấy không? Nó vừa lắc vừa quái luôn nhá. Hai thân. Song thân nhá. Đây nào kiểu dạng như này. Chị em đây này. Một thân to thì là 3 phân. Thân to này phải 3 phân này. Thân bé là 2 phân rưỡi nhá. Thân bé là 2 phân rưỡi, nắc hai đều hai bên này, đúng kiểu chị em này. Ai đi xem phim chị em rồi thì vào luôn làm em nho này về chị em là cực kỳ khủng. Này, cây cực kỳ già này, mắt mấu nhiều kinh khủng luôn, tứ quý Đài Loan nhá. Cây này để mọi người 1,1 triệu này. Cây số 13 nhá. Cây số 13 để 1,1 triệu này. Quá rẻ, vừa rẻ vừa đẹp. Cây vừa rẻ vừa đẹp. Ai vào xem nhà vườn Trang Yến bán cây vừa rẻ vừa đẹp, phá giá thị trường nè. Phá giá thị trường thôi. Nhà em bán như này là nhà em bán phá giá thị trường luôn mọi người. Đây, cốc 4 phân. Chạc 3 xòe đều. Này mọi người nhìn này, nó phải em đo tay vào đây, tay của em không thấm thía gì luôn. À. Đó. Cây toàn khủng to hết nha mọi người ơi. Cây toàn khủng to hết, sạc 3 xòe đều này. Cái cây này sau cổ thụ là cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Nái hoa rất là nhiều. Cây này là cây số 16 nha mọi người ơi. Cây số 16 này. Cây số 16 nhá. Cây số 16 đẹp lắm nhá. Ngoài ra nhà em còn rất là nhiều. Nhiều cây nữa nhá. Thì để ngày mai ngày kia em rảnh em sẽ lên một clip đủ các loại cây cho mọi người xem. Đó, em còn chưa thèm mà. Em còn chưa cả ấy này, cái cây này này, một ngả một đổ này. Một ngả một đổ này, một gốc 4 phân này. Một gốc này 2,5 phân này. Một ngả một đứng nhá. Toàn quái toàn đổ hết. Một ngả một đứng này. Mọi người ơi, cái cây này em hết đánh số rồi. Em hết số, em đánh số rồi. Thì mọi người hộ em là cái cây một ngả một đổ cho em nhá. Một ngả một đổ cho em. Ai lấy cây một ngả một đổ này cũng đều ok. Em để cho cây này 1,050 triệu đi. 1,050 triệu còn nhiều lắm mà em chưa kịp kéo nữa. Mà chả ai phụ em cả. Lên này em quay sang bánh kem nhá. Bánh kem đây mọi người. Bánh kem vừa về hạ xuống sân luôn. Hàng độc quý hiếm. Rất là ít cây có quả nhá. Về được một lô. Thì ít cây có quả em nhấc lên đây em bán trước cho mình. Cây không có quả em để nuôi em bán sau. Đây. Đây cây quả sẵn đây nhé mọi người. Đây em sẽ đo gốc cho nó này. Như cây này đang có quả. Cây đang có quả đây gốc 4 phân. Cây đang có quả gốc 4 phân. Cao 1,5 m nhá. Có quả gốc 4 phân cao 1,5 m. Em để cho mình là bao nhiêu? 1,5 triệu. Thôi 1,450 triệu đi. Mở hàng luôn. Lô này 1,450 triệu. Cây quá đẹp. 4,5 phân là nó cũng rơi vào vanh 15 rồi đấy mọi người nhá. Vanh tròn của gốc là 15 rồi. Đây quả của nó đây. Cây nào cũng có quả nhá. Như cái thằng này. Như cái thằng này nhá. Thì nó quả nó bé này mọi người. Đó. Như cái thằng này quả nó bé. Thì gốc nó cực kỳ khủng luôn mọi người này. Gốc thằng này hẳn 6 phân. Gốc thằng này hẳn 6 phân, mọi người tranh thủ mua đi em nói thật. Đây thằng này 4 phân này.
Thằng này 4 phân thì rất là nhiều quả. Nói chung là ai cứ bảo em nhặt quả cây có quả, em nhặt cây có quả nhá. Chỉ có cây có quả chỉ có số ít thôi mọi người. Cây có quả chỉ có số ít thôi nhá. Nên là mọi người tranh thủ mua, tranh thủ mua nhanh khẩn trương. Đây nhà em dọn hết bãi rồi, còn xe ở ngoài kia đang xếp để chuẩn bị xuất hàng nhá. Chuẩn bị xuất hàng cho mình. Hồ đây em quay đến tiếp tục táo hồ lô này. Táo hồ lô còn mấy cây? Táo hồ lô còn mấy cây đây nhá mọi người ơi. Cây táo hồ lô đây em vẫn để cho mình là 350.000 nhá. Em chỉ sell hết cái lô này thôi là 450.000 một cây. Có cây GA866 này, cây nhỡ đẹp quá này mọi người. Cây GA866 này, cây nhỡ này đẹp quá. Gốc to. Gốc to khủng. Gốc to khủng, cây này em để 650 cho mình này. Cây này em để 650 cây GA866 này cho mình nhá. Cây quá đẹp luôn. Đây. Xi hông này. Đây, xi hông vẫn còn này. Xi hông này cách lấy thôi, nhưng mà 480.000 nhá mọi người ơi. 480.000 xi hông. Xi hông 480.000. Tất cả các cây nhà em đều đang quả như này nhá mọi người. Đó, đang hoa, em xin lỗi là đang quả chứ, nói sai rồi. Đang hoa nhiều nhá. Đang hoa rất rất nhiều luôn mọi người. Đó, đang đấy này. Này, GA866 này mọi người này. Này GA866 nhìn trông yêu thương chưa? GA866 siêu mạnh còn 450 cho mình này. GA866 siêu mạnh còn 450 cho mình. Đây, đông dao nhỏ nhỏ xinh xinh. 350, nó không nhỏ đâu, thân nó to, nó chỉ lùn thôi. Nó hơi lùn thôi nhá. Nó hơi lùn thôi, 330.000 nhá. 330.000 cho mình. Ô, rất ok luôn. Táo tàu mọi người tranh thủ mua nhá. Không là năm nay sẽ ít táo tàu lắm, rồi không mua rồi không có cây đâu. Tại vì em làm thị trường em biết. Táo tàu năm nay xấu mà nó chưa có lên nữa, tại vì bên năm nay nhuận tháng ấy. Ở bên Trung Quốc nó vẫn còn chưa lên mầm luôn mọi người. Nên là nó sẽ xuất, một là sẽ xuất muộn, hai là sẽ không có hàng để xuất về thị trường Việt Nam đâu. Nên là mọi người tranh thủ mua nhá. Đó. Cây ở đây là cây này, là lô này nhà em đang sell 450 nhá. 450. Còn các cây nhỏ đây thì vẫn là sell. Vẫn là sell cho mình bao nhiêu? 330.000 một cây. Có đây là cây cây này, đây là em có một cái tình trạng nó như này. Đây, cái cây này là nó hơi ngang trái, là nó thân là nó hơi bị lứt lứt như này, nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. Em sell 300 nhá. Cây này cây Honija. Cây Honija nhá. Cái cây này em sell mình 300.000. Dragon còn một cây 350 nhá. Dragon còn một cây 350. 350 Việt Quất em hết rồi. Mấy hôm nữa em về được một lô Việt Quất. Nó giá rẻ bất ngờ luôn cho mình nhá. Cây nó bé bé thôi nhưng mà nó rất là sai quả. Giá rẻ bất ngờ cho mình. Đây. Còn một em này là em, cái thằng này là thằng, không tự dưng lại quên mất tên của nó. Chưa nhớ nữa, để em xem tí nữa em về em xem lại sổ. Như cây này sẽ sell 1 triệu nhá. Cây này sell 1 triệu nó cũng là dòng đắt tiền ấy. Zoom dao mọi người ơi, nó là zoom dao nhá. Zoom dao đang lên ngọn này. Này đấy, zoom dao đang lên ngọn nhá, sell 1 triệu. Cây 1m4 nhá, sell 1 triệu. Đây, táo hồ lô của em đây này mọi người ơi. Đắt sát ra miếng. Mà có đâu có đắt đâu, có một có 950. Sale còn có 950 thôi mọi người này. Đang hoa nhiều lắm nhá. 950, cây cao 1m7 luôn. Cây cao 1m7, ai tranh thủ mua đi mọi người nhá. Này. Cây rất là đẹp luôn ạ. Này, em có hồ lô này và còn một cây baby red này. Baby red còn một cây nhá. Baby red còn một cây, hai cây ta. Baby red còn một cây thôi mọi người nhá. Baby red còn một cây nhá. Còn mớt rơm, mấy cả hồ lô thì vẫn còn nhiều. Sale đều đồng giá 950 nhá. 950. Ngày kia tí nữa nhà em hạ hàng, nếu như có thì là có luôn cả lê nhá. Chắc là ngày mai, ngày kia. Đợi em ngày kia em sẽ lên video lê cho mọi người, lê rẻ cho mọi người nhá. Còn đây là cái lô lê to, hàng 1.8 triệu nhà em còn 3 cây. 1.8 triệu còn 3 cây. Lê nhà em chất lượng cực kỳ luôn mọi người nhá. Đây, mọi người nhìn này, gốc của nó này. Cây gốc toàn to hết mọi người nhá, 4 phân rưỡi luôn. Mà hoa quả đậu cực kỳ nhiều. Khách của em á, người khách của em ưng cực luôn ý mọi người ạ. Đó này, đang nuôi ở tại vườn nhờ rất là nhiều. Đây mọi người nhìn này, nó chất lượng không?
một chùm nó đậu hàng 16 quả luôn. Và cô chú anh chị ở miền Nam ấy, miền Nam, miền Trung mạnh dạn trồng đi, em nói thật. Mạnh dạn trồng đi, nó dễ trồng lắm. Mà cái này là lê Hàn Quốc. Lê Hàn Quốc và cái lê lê mật Đài Loan đấy mọi người. Đấy, lê mật Đài Loan đấy ạ. Đây, quả của nó này mọi người. Quả vừa to, vừa ngon, vừa ngọt mà lại dễ đậu. Quả mà nó không bị cháy lá giống như cái lê Tây Bắc của mình đâu. Cái lê Tây Bắc của mình không ăn thua gì với mấy em này luôn. Mấy em này á, có một em, hai em trong vườn á thì quá tuyệt vời luôn mọi người. 1,8 triệu một cây, em còn 3 cây. Hàng 1,2 triệu ngày mai sẽ xuống hàng nhá. Hàng 1,2 triệu ai cần thì ngày mai sẽ có hàng. Hôm nay hết hàng 1,2 triệu rồi. Đây, cây lê ấy này, cây lê Đài Loan này. Cây lê Đài Loan đây nhá mọi người. Lê mật Đài Loan, 1,8 triệu một cây. Có cái cây thằng này rất là to nhưng mà nó lại đang tốt lá mà nó lại còn chưa thèm mà ra quả luôn. Chắc độ ít nữa nó sẽ co ra quả này. Cây rất ok nhá. Đó, cây rất ok luôn. Tiếp tục táo này. Đây là gì? Đây là cây su hồn ken. Su hồn ken, cái su cái ken này là khách người ta lấy rồi. Cây này khách lấy rồi này. Cây này tiếp theo là cây đông dao này. Mọi người thấy không ạ? Em đã dâm mủ rồi, em còn ít lắm. Còn có 6 cây các loại thôi, không còn nhiều. Đông dao nhá, 2,3 triệu cả ship. 2,3 triệu cả ship về tận nhà này. Cây này là cây Sansili nhá mọi người ơi. Sansili. Đó, Sansili cao tít. Cái này mai em gửi là em phải cưa bớt này. Cũng 2,3 triệu luôn nhá, 2,3 triệu. 2,3 triệu luôn. Cái cây này cây si hông này. Si hông hơi ngả ngốn này. Si hông lên mọi người nhá. Thì cũng 2,3 triệu luôn. Cây nhà em đều đang hoa rất là nhiều. À, đây là còn cây hồng Fuji. Hàng nguyên bản, hàng đi biển về nhá. Hàng nguyên bản, hàng đi biển về. Em quay đây cho ai có nhu cầu mua này, mua xem này. Đó, nó cao tít luôn. Hàng chuẩn F1. Hàng chuẩn F1 như vậy nhá. Hàng chuẩn F1 như vậy. Cây em bán 3,2 triệu một cây. Em còn có 2 cây duy nhất. Đây là của chị khách, chị đặt. Mà xong rồi chị lại hết chỗ trồng. Còn 2 cây thôi. Em chỉ còn 2 cây này nhá. 3,2 triệu một cây. Ai chốt inbox em thì nhắn tin gọi điện cho em qua Zalo số 0967439699 nhá. Đó, thì em hãy quay sang đây. Tiếp là cái thằng Sung Mỹ. Vẫn có nhu cầu bán đôi 46. À, còn có mấy cây thôi mọi người. 320.000 một cây này. Gốc này. Ôi dồi ôi, gốc hẳn 3 phân chứ đừng đùa. Cây gốc hẳn 3 phân nhá. Quả cực kỳ ngon, Sung Mỹ mật quả cực kỳ ngon luôn. Đó, là bao nhiêu ạ? 320.000 một cây. 320.000 một cây nhá. Đây, kiwi em vẫn còn nhá. Kiwi sale cho mình còn 220.000 một cặp đấy ạ. 220.000 một cặp. Hồng sô-cô-la đây, hồng sô-cô-la không hạt nhá. Quả vuông không hạt. 350 một cây nhá. 350 một cây, cây đẹp, cây choai. Rất ok nhá. Cái thằng BLR này em lở lá quá trời đẹp rồi này mọi người. 350. Bán nốt. Một cây 350 luôn. 350 luôn nhá. Ai có nhu cầu liên hệ với em qua số 0967439699. Rồi em xin phép kết thúc video đây. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ ạ.